Kính chào quý thầy cô, xin chào mừng quý thầy cô đến với chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên. Như các thầy cô biết, giáo dục đại học hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức và những thay đổi liên tục trong thế giới toàn cầu hóa, như sự đa dạng hóa sinh viên ngày càng tăng, như những áp lực về tài chính hay những yêu cầu về đảm bảo chất lượng cũng như nhu cầu hội nhập quốc tế, và đặc biệt là sự thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của những thị trường mới nổi. Trong bối cảnh như vậy, điều quan trọng mà mỗi chúng ta cũng như tôi nhận thấy là chúng ta cần phải được trang bị những cái kiến thức, kỹ năng, những phương pháp giảng dạy mới để có thể thích ứng với những sự thay đổi như vậy. Dự án BUILD-IT đã phối hợp với một số trường đại học tại Việt Nam xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên để nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, cải tiến phương pháp sư phạm và giúp gia tăng sự hứng thú trong học tập của sinh viên, cũng như giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra mà nhà trường đã công bố. Chương trình này cũng hỗ trợ cho giảng viên phát triển chuyên môn liên tục thông qua việc phát triển và áp dụng các cái phương pháp giảng dạy hiện đại vào trong các khóa học của mình, cũng như là phù hợp với các yêu cầu của doanh nghiệp. Qua chương trình này, các thầy cô sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng dưới sự dẫn dắt bởi các cái giảng viên cốt cán có nhiều kinh nghiệm, để các thầy cô có thể hoàn thành khóa học và chia sẻ lại các cái kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các đồng nghiệp tại trường mình cũng như các trường đại học khác. Sau khi kết thúc khóa học, các thầy cô sẽ nhận được cái giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của dự án BUILD-IT và trường đại học kỹ thuật Fulton thuộc Đại học bang Arizona là một trong những trường đại học luôn dẫn đầu nước Mỹ về đổi mới và sáng tạo. Chúng tôi rất vui vì sự tham gia của các thầy cô trong chương trình hữu ích này.